Quỳnh nha, thì hôm nay Quỳnh lại có mặt tại cửa hàng xe máy Quy Húc Thịnh nha cả nhà. Hôm nay cũng như mọi ngày là Quỳnh sẽ tiếp tục review xe cho mọi người nha. Và hôm nay á, thì Quỳnh sẽ review cho mọi người một con xe mới vừa mới ra năm 2022 luôn nha cả nhà. Đó là dòng xe thuộc hãng Yamaha Jupiter Pin nha. Đây mọi người. Quỳnh đây là con xe mới mà Quỳnh đã nói tới nha. Thì dòng xe này á, thì mọi người nhìn rất là lạ đúng không? Hiện tại dòng xe này bên Quỳnh á, thì có một con như là màu này là màu đỏ nha mọi người. Màu đỏ. Và kiểu dáng của nó mọi người nhìn thấy nó tựa như là xe phu trời nha mọi người. Phần đầu thì tựa như phu trời, nhưng phần sau thì nó tựa như Sigurd. Và hiện tại dòng xe này bên Quỳnh thì nó có chia ra từng phiên bản nha. Và đối với phiên bản này là phiên bản tiêu chuẩn nha mọi người. Phiên bản tiêu chuẩn. Và dòng xe này có một số thiết kế thì hơi lạ để Quỳnh cho mọi người xem nha. Ví dụ như là mặt đồng hồ nè. Mặt đồng hồ thì nó được thiết kế khác hoàn toàn so với những dòng xe thuộc hãng Yamaha khác nha mọi người. Nó rất là cầu kỳ nha. Và kèm theo đó là xe này không có công tắc đèn nha mọi người. Nó không có công tắc đèn luôn. Và cái phần phía trước của nó thì nó có một cái hộc tựa như được thiết kế tựa như là xe tay ga vậy á, để có thể chúng ta có thể đựng một số điện thoại, có thể đựng điện thoại nè, hoặc là một số dụng cụ cá nhân chẳng hạn. Và cái đâu cái mọi Quỳnh cho mọi người xem cái khớp xe của nó nha. Đây. Khớp xe của nó thì nó hơi to. Nó giống như là khớp xe của xe tay ga luôn nha. Có thể đựng được mũ bảo hiểm và áo mưa nha mọi người. Đó. Thì xe thì tem của nó được thiết kế như này. Đây, Jupiter Pin. Kiểu dáng của nó nhìn rất là lạ. Và Yamaha thì nó được thiết kế tem nổi ở dưới đây. Và đặc biệt nó sẽ có cái logo của hãng Yamaha nha mọi người. Đây nè. Và cái phần về phần phía trước của nó thì đây, đèn của nó thì vẫn thiết kế là đèn LED halogen nha mọi người. Đây, một cụm đèn LED và xuống dưới đây nó sẽ có hai bên như này. Còn đây là chắc có lẽ là nó gắn để cho mình gắn cái gỗ vô cho đẹp á mọi người. Và về phía dưới nha mọi người thì cái bánh mâm xe. Thì dòng đối với dòng xe này á, thì chỉ có bánh mâm thắng đĩa thôi nha mọi người. Nhưng mà cái điều đặc biệt đối với xe này là cái thắng của nó sẽ được kết hợp với UBS nha mọi người. Có nghĩa là khi mà mình thắng thì ở phía trước á, thì tức đồng thời lúc này là ở phía sau nó sẽ thắng theo nha, rất là tiện lợi. Và nó đảm bảo cho mình được cái sự an toàn trong mọi hành trình đi đường. Và nó đồng thời nó giúp chúng cái phanh của nó kiểm tra được cái độ phanh của mình an toàn hơn nha. Và đặc biệt hơn là dòng xe này với mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ có 1.64/100 km. Có nghĩa là nó sẽ tương đương với là 1 lít xăng chúng ta có thể chạy được 60 km/h nha. Đó. Và động cơ của máy này thì sẽ là 4 thì 2 van và SOHC nha mọi người. Và được làm mát bằng không khí nha. Xe này thì Quỳnh thấy rất là tiện lợi cho mọi người luôn, giá cả cũng hợp lý lắm. Hiện tại là dòng xe này giá bên Quỳnh là chỉ có là từ 27-28 triệu thôi nha. Chạy trước cho Quỳnh tầm khoảng 2-3 triệu là thể mua được xe rồi. Và xe này thì với cái công suất mà chúng ta nó cao nhất á, thì của nó chỉ là 6.6/66 kW, tương đương với là 7.000 vòng/1 phút thôi nha mọi người. Và hiện tại dòng xe này nó phân khúc của nó sẽ là 115 nha mọi người, 115cc. Và dòng xe này mà Quỳnh thấy là những cái anh chị hoặc là những cái bạn nào mà dùng để đi làm xe rồi rất là tiện lợi, nó ít là tiêu, ít hơi tốn xăng. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng rất là ok nha cả nhà. Và mọi người nào có hứng thú về dòng xe này á, thì cứ nhắn tin cho Quỳnh hoặc gọi điện cho Quỳnh để Quỳnh tư vấn cho nha. Thì hôm nay Quỳnh cũng sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Quỳnh sẽ hẹn mọi người vào video lần sau nha. Bye bye.